Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái combo của VIP 10 phiên bản 2. Cái combo này là nó đầy đủ phụ kiện ha. Đầy đủ phụ kiện luôn, là nó kèm theo ống ngắm 1.40. Thí dụ có ống ngắm thì nó không có laser, có laser nó không có ống ngắm nha. Còn về món này thì nhận hàng thanh toán tại nhà. Có cọc trước là 50.000, tránh cái tình trạng bơm hàng. Uy tín thì anh em cứ tìm hiểu ở YouTube cải tiến ná thun nha anh em. Hoặc cái trang này nó cũng đủ uy tín nè, 7.000 mấy người đăng ký nha anh em. Đó, nên là mình bán rất là lâu năm, anh em xem clip cũ nhất giùm mình ha. Còn nhận hàng mình có quyền kiểm, nhưng mình kiểm trong hộp bên mình á, không có bài gôn ngoài bên mình nha. Nhận xong á thì mình sẽ gửi anh em cái clip lắp ráp, cũng khá là đơn giản, không có gì khó cả. Có nhiều anh em hỏi có ráp sẵn khi gửi không, thì em cứ suy nghĩ đi, nguyên cây này anh em đem ra, anh em có sẵn người ta có cho anh em gửi hay không, mình cứ suy nghĩ như thế được rồi đó. Có những chỗ người ta lừa đảo ha, lừa đảo người ta sẽ lừa cọc anh em, hay là nhờ lừa đảo gì đó là người ta sẽ, hoặc không like là người ta sẽ nói chấp nhận cái gì anh em yêu cầu người ta không chấp nhận hết, nhưng mà thật sự không có gửi hàng. Đó là mình tìm chịu uy tín mà đi mua, lúc đó bị lừa đảo hay gì đó thì mình đừng có than thế anh em. Rồi mặt hàng này thì nói chung lúc trước thì nó không phụ kiện, cái này nó combo, hai cái nó khác nhau nha anh em. Thì giá cả anh em xem ở phần bình luận của mình, tất cả các mặt hàng là mình có giá ở phần bình luận, cái bài đầu tiên luôn, anh em kéo xuống bình luận kéo một tí là sẽ có, ở mô tả cũng có giá luôn, bình luận có giá luôn nha anh em. Còn cái này thì bá là bá kim loại, nó gấp rút nha, cái này cũng đã giới thiệu cho anh em mấy lần rồi nè. Đây, nè chỗ này để gấp rút này anh em, mình đang nghịch cái tay đây. Đây. Đó, này là cái bá kim loại. Bá này bá kim loại luôn nha anh em, nguyên cây này, hàng mới nhất. Mới nhất trong dạng VIP 10 ha, mới nhất trong dòng VIP 10 luôn. Đó, tặng cho mình một bộ dây dự phòng là bộ dây dẹp, tại vì cái này nó xài được dây tròn và dây dẹp. Còn những cái dây này mình cũng cung cấp cho anh em luôn ha. Dây mà dây thường mà loại 2 4.5 á, thì nó khoảng hơn 10.000. Còn dây mà dây xịn 6.0 á, thì nó khoảng 40.000 nha anh em. Còn dây dẹp đây, dây dẹp gắn đây nè. Đó, này chốt dây dẹp nè anh em. Đó, mình xài được dây tròn và cái dây dẹp. Còn dây dẹp lẻ mình cũng vẫn có bán cho anh em luôn ha. Ví dụ anh em mua hàng bên mình á, thì khi sau này anh em hư phụ kiện á thì cứ liên hệ với mình sẽ cung cấp cho anh em ha, cung cấp cho anh em nha. Còn ví dụ anh em nào không mua hàng bên mình thì mình không cung cấp nha anh em. Cái này có rất là nhiều anh em liên hệ mình mua phụ kiện VIP 10 phiên bản 3 hay phần bản 2, phần 1 rồi đó anh em. Nhưng mà không có mua hàng mình không có hỗ trợ ha. Có nhiều chỗ người ta bán hàng như cho anh em thế này, mà ta không bán dây nữa, qua bên mình mua dây rất là nhiều. Đó, nên là những cái dây còn không có bán, mà những cái phụ kiện làm gì có. Những phụ kiện đó mình là phải nói chuyện trực tiếp với nhà sản xuất để người ta gửi cho mình đó, chứ không phải đơn giản thôi anh em. Đó nên là anh em bán hàng chứ không có bán phụ kiện vậy. Mình nhập phụ kiện về là bán là quỳ vốn cho anh em luôn, chứ không có lãi nữa. Anh em mua mình ưu đãi rất là nhiều. Rồi anh em ưu đãi tới chừng nào mình nghỉ bán thì thôi, tại vì mình nghỉ bán là lúc đó không còn gì để nói nữa ha. Đó, nói vậy cho nó dễ chứ đừng có ưu đãi trọn đời, tại em bán cái này đâu có trọn đời được anh em. Đó nên là mình nói gì nói thẳng cho nó dễ ha. Tại vì bán khoảng 5-10 năm hay bao nhiêu năm nó cũng hết hot, nó cũng qua cái sản phẩm khác. Rồi anh em mình mua cái liên hệ bên mình ha. Này là combo nha anh em, VIP 10 phiên bản 4. Anh em mua thì nói tên mình cụ thể mình. Nó có rất là nhiều anh em hỏi là mẫu nào bán chạy, hiện giờ mẫu nào cũng bán chạy hết. Tùy cái điều kiện của mình chơi mẫu nào và mình thích mẫu nào, mình ưng mắt mẫu nào thôi. Chứ nói chung là những cái độ chuẩn và cái những cái bán chạy thì nó giống nhau cả anh em. Rồi anh em mình mua cái liên hệ bên mình ha. Chào anh em.